Chào các bác nhé. Em quên mất em phải trả lời một cái câu hỏi của một bác trả lời em á, hỏi em ở trong comment video á. Rằng là bác ấy hỏi là cái na thái rồi của bác này làm tương đối muộn, dẫn đến là bây giờ này, thời điểm bây giờ là cái cây na thái của bác ấy bị xuống lá rất là nhiều, trong khi cái trái của nó là chưa thu hoạch được các bác. Đấy, không biết là bác nào gặp vấn đề này thì chúng ta lưu tâm nhé. Có nghĩa là cái trái của nó thì vẫn còn, vẫn đeo trên cây. Đấy, nhưng mà cái cây của nó thì bây giờ này rụng hết lá rồi. Nói chung là không phải rụng hết sạch nhưng mà đã rụng tương đối rồi. Cái thứ hai nữa là nó đọt nó lại phóng ra rồi các bác này. Nó phóng như thế này này. Đấy. Thì bây giờ làm thế nào? Bây giờ chúng ta lên phân tích nó kỹ càng hơn. Ở những cái thứ nhất ấy, là cái cây na thái chúng ta là làm trái vụ. Cái vụ Tết này là không, cái cây không phải là cái vấn đề là sinh trưởng bình thường của cái sinh lý bình thường của cái cây, mà chúng ta bắt nó ra phải ra trái vụ vào dịp Tết. Nên là một số bác làm ấy thì làm sớm làm muộn, rồi làm trước làm sau, rồi đậu nứa hoa đầu rồi đậu nứa hoa sau, dẫn đến là có những bác kịp để thu vào dịp Tết, có bác thì không kịp, có bác thì ra tháng riêng cả mới thu. Đấy. Thì nếu mà ra tháng riêng mới thu hoạch ấy, thì cái cây na thái của nó là theo cái đặc tính sinh trưởng tự nhiên ấy, là cuối tháng 12 là nó đã rụng lá rồi, nó phóng đọt rồi. Con đi ra ngoài đi con. Cuối tháng 12 ấy là nó sẽ rụng lá và nó phóng đọt. Đương nhiên là đặc tính của cái cây na thái là vào mùa cuối năm nó đông lạnh các thứ thì lá nó sẽ xuống. Đấy, lá nó sẽ xuống, nó vàng rồi nó xuống. Nên là nhiều bác vừa rồi ấy là bị cái hiện tượng như này này. Đây. Đấy, lá nó vàng. Đấy, lá nó vàng rồi nó cằn lại rồi nó chấm đen các thứ đủ kiểu rồi nó rụng. Thì các bác cứ sợ rằng nó bị lấm bệnh. Đấy. Mua thuốc lấm thuốc bệnh về là xịt rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta để ý là đặc tính cây na thái là cây lá rộng và nó sẽ rụng lá vào mùa đông. Dẫn đến là về dịp cuối năm ấy là sẽ ảnh hưởng, nó sẽ vàng lại. Và để nó rụng lá, trước khi nó trút lá thì lá sẽ già đi. Đấy. Nên chúng ta cứ yên tâm, không vấn đề gì nếu mà chúng ta phun phòng bệnh định kỳ. Đấy. Trở lại câu chuyện rằng là với cái anh đó ấy, thì cái cây na thái của anh ấy là trái chưa được thu hoạch thì đương nhiên là chúng ta vẫn phải tiếp tục chăm sóc rồi. Đấy. Nếu mà trên cây mà nó nhiều trái thì chúng ta vẫn phải chăm sóc, tại vì làm đến gần ngày ăn đấy các bác, không thể bỏ được. Tuy nhiên là vẫn phải chăm sóc, nhưng chăm sóc nó khác đi một tí. Nếu mà trên cái cây đó nó nhiều trái, lá thì nó lại khô rồi, nó rụng rồi. Nếu mà chúng ta bón nhiều phân mà chúng ta tưới nhiều nước thì chắc chắn trái của nó sẽ bị lứt. Các bạn, trái bị lứt mà cái trái ăn không hề ngon một tí nào luôn. Trái của nó ăn sẽ rất là nhạt. Đấy, mà nó hay bị cái hiện tượng là nó bị cái đốm đen ở trong cái gần hạt đấy các bác. Đấy, rất hay bị hiện tượng đấy. Rồi nó mốc và chem cái khoảng không giữa cái hạt với cả cái múi đấy. Đấy, chấm đen rồi mốc rồi nó rất là nhiều thứ nó phát sinh ở trong đó. Nên là chúng ta khi mà như thế thì chúng ta nên cố gắng. Cố gắng là chúng ta xem là trên cây nó còn lá không. Nếu mà còn lá thì chúng ta cố gắng là cung cấp bo canxi các bạn nhé. Đấy, chủ yếu là chúng ta phải cung cấp được cái thằng canxi. Đấy, canxi với cái thằng amino ấy, fulvic thì càng tốt. À, những cái tên mà em đọc đấy các bác ra tiệm rất là nhiều. Đấy, và canxi phải có để tránh hiện tượng bị lứt trái, thối cuống trái. Đấy. Cái thứ hai nữa là chúng ta cố gắng là chúng ta giữ ẩm ở cái mức thấp thôi. Đấy, chứ mỗi lần tưới, ví dụ như là khi đó thì chúng ta lên tầm khoảng 4 đến 5 ngày chúng ta tưới một lần, tưới ít nước thôi các bác nhé. Tưới ít nước thôi. Đấy. Tưới thật ít thôi. Chứ các bác tưới nhiều quá trong khi lá nó rụng hết rồi, lá nó già rồi, nó già, cái chức năng đào thải thoát nước của nó rất kém. Và cái sự kết nối cái cuống của nó cũng đã rất là kém rồi. Ví dụ như cái em trao đổi các bác đây, cái lá non này với cái lá già này. Bây giờ cái lá già nó rất là đuối rồi. Đấy, sờ nó khô này nó thoát nước cực kỳ kém. Nên nó không đáp ứng được cái vấn đề truyền tải nước lên đây và nó thoát ra nữa. Đấy. Nên là chúng ta tưới ít nước. Đấy. Phân bón ít thôi các bác nhé. Tất nhiên có bón phân nhưng bón ít thôi. Các bác nên ưu tiên sử dụng những cái dòng phân là cái độ NPK là ba số nó phải bằng nhau hoặc là cái thằng đại kali cao hơn một tí. Đấy. Kết hợp là chúng ta giải ít một. Đấy. Ví dụ các bác 4
3 đến 4 ngày chúng ta tưới qua một lần. 3 đến 4 ngày tưới qua một lần. Thì cứ khoảng 10 năm ngày là chúng ta mới giải cho nó ít phân. Chấp nhận làm trái vụ, trái phải hơi nhỏ chứ không thể đua được với chính vụ các bạn. Chính vụ thì có thể là 7 8 lạng, 9 lạng một ký, có thể lên đến ký ký 2 ký 4 cũng có. Nhưng mà trái vụ thì chúng ta chỉ yêu cầu là nó khoảng 3 lạng 4 lạng thôi. Đấy, 3 lạng 4 lạng 5 lạng là ok rồi. Các bạn đừng có đòi hỏi nó phải to 6 7 lạng cả ký nhé. Trái vụ nó khó làm lắm. Nên là chúng ta nên tập trung làm những cái bước như thế. Đấy. Cái thứ hai nữa là bây giờ cái đọt nó ra rồi thì tính thế nào? Đấy, đấy mới là cái cực kỳ nguy hiểm các bạn. Đấy. Bây giờ cái đọt của nó ra rồi thì trao đổi bác, đọt nó ra thì nó phải mang theo bông. Đấy. Tại vì nó vào chính vụ rồi. Đây này, ví dụ như của em đây đi. Chưa cắt là đọt nó đã ra rồi. Đấy. Đọt ra thì nó phải mang theo bông. Đấy, nó mang theo bông này. Đấy. Nó mang theo bông là cái điều tất nhiên là cây na thái như thế là quý. Là tuyệt vời ấy. Chứ sợ là không mang theo bông đâu. Thì nếu mà mang theo bông như thế thì các bác cố gắng nhé. Đây này. Phân ở dưới thì không được bón nhiều rồi. Đấy. Đấy, nước thì duy trì độ ẩm vừa phải. Vậy thì chúng ta phải tăng cường chúng ta phun thôi. Đấy. Phun thì bây giờ nó có hai hướng thế này. Các bác nên sử dụng cái dòng bọc mà nó sẽ tránh được vấn đề thuốc sâu. Vừa an toàn cho người sử dụng mà vừa lên mã, màu mã rất là đẹp. Em đang cung cấp cái dòng bọc của Đài Loan đấy. Các bác xịt thoải mái, không bao giờ thuốc sâu vào được trái. Nhưng còn các bác bọc cái loại vải không dệt từ túi cước á, là nó vào trái rất là nhiều. Nếu trong quá trình này khi mà chúng ta xịt để chúng ta bảo vệ cái chồi này. Em nói ví dụ cái chồi như thế này là phải xịt liên tục rồi này. 3 đến 4 ngày xịt một lần này. Đấy. Trong đây em sẽ nói về vấn đề xịt. Xịt để bảo vệ cái chồi này nhé. Cái chồi na này này. Đấy. Thì nếu chúng ta xịt liên tục như thế mà cái trái chúng ta còn mà chúng ta bây giờ chúng ta không tránh được cái thuốc sâu ở cái trái này là ăn rất cực kỳ độc hại. Mà đặc biệt là một số cái trang trại lớn các bác bán ra ấy. Mà người ta mua để người ta xuất siêu thị hoặc cửa hàng sạch ấy, người ta test cái dư lượng thuốc sâu á, thì các bác sẽ bị loại ngay, gọi là vòng gửi xe. Đấy. Nên là cái bọc cũng rất là quan trọng nhé. Nhiều bác thì do là chúng ta muốn sử dụng cái túi bọc cho nó nhanh gọn nhẹ. Đấy. Đưa vào phát rút cái dây là xong. Không? Nhưng mà cái sự nhanh gọn nhẹ rồi tiện cho mình thì nó sẽ độc cho người khác. Tại vì các bác bọc cái dòng túi đó xịt thuốc sâu nó vào cái cuống trái các bạn. Nó ngâm vào cái cuống trái nó cực kỳ độc. Và vào cái cuống trái đó thì thứ nhất là nó sẽ ngấm vào nõi của cái quả la. Mà các bác biết là trái na thường chín là cái nõi của nó sẽ lở ra. Chỗ đấy nó tương đối rỗng. Nó sẽ ngấm cái thuốc sâu vào đó là cực kỳ độc hại các bác nhé. Độc lắm ấy. Nên là chúng ta nên sử dụng cái dòng túi bọc cho nó an toàn cho người sử dụng. Rồi mẫu mã đẹp, phải không ạ? Chất lượng ngon thì tất nhiên ta phải mất công hơn một tí. Nhưng mà tùy thôi. Có nhiều bác bọc quen rồi còn nhanh hơn cái dòng túi rút. Thì trở lại cái câu chuyện là chúng ta sẽ làm thế nào, xử lý ra sao. Thì theo em thì bây giờ em trả lời cái bác ở trong cái comment đó. Em quên cái tên của bác nhắn trong đó rồi. Nhưng mà sau khi đọc comment đó em vẫn khẳng định em phải làm một cái video sớm. Đấy. Thì bây giờ thì theo hướng đó thì anh cứ thế anh làm nhé. Đấy, như em vừa rồi phân tích đấy. Trái trên cây nếu mà còn nhiều thì chúng ta phải tận dụng. Để chúng ta làm, chúng ta kiếm tiền. Đấy, chúng ta tưới ít thôi. Đúc kết lại cho chúng ta tưới ít thôi. 3-4 ngày chúng ta tưới qua một lần thôi. Khoảng 10-15 ngày chúng ta bón sơ qua cho nó ít phân. Tùy theo cây nhé, em không biết là bác ấy hỏi là cây năm thứ mấy. Nhưng mà nếu mà cái cây mà năm thứ 3, năm thứ 4 thì mỗi lần chúng ta bón thì nên bón tầm khoảng từ 300g đổ xuống. Tùy theo. Đấy. Từ 300g đổ xuống. Không bón hơn các bác nhé. Đấy. Tại vì nếu mà chúng ta bón hơn chúng ta tưới vào, trái rất dễ bị lứt và lổ. Hai nữa là cái trái ăn sẽ rất là nhạt. Đấy. Đặc biệt là chúng ta phải tưới nhiều nước ấy, là rất là nhạt nhé. Đấy. Mà bón phân thì em nói các bác lên bón cân bằng hoặc là bón cái hàm lượng. Các bác có thể bón 3 số 15, 3 số 16, 3 số 17 đều được. Hoặc là chúng ta có thể bón là 15, 5, 25. Hoặc là 10, 20, 20. Đấy là cái vấn đề các bác lựa chọn. Nhưng mà với em là những cái mã số như thế là bón là phù hợp. Đấy, cho cái cây. Tại vì nó có một cái liên quan đến
đến đến đến cái cây mà chúng ta không thể bón độc kali không được. Đó là cái đọt ở trên cái cây của bác đã ra rồi, đã nhúm mầm rồi. Thì chúng ta vừa mang tính chất nuôi trái, vừa mang tính chất phải nuôi đọt. Đấy, mà không được làm cho trái nó lứt nó rổ, rồi nó hỏng cái cây đi. Nên là thôi chúng ta cố gắng là chúng ta làm bài bản như thế. Còn khi mà cái trái của nó tương đối thì các bác lên thu hoạch sớm để giữ cho cây nhé. Tại vì chưa nuôi được cái đứa con này nó lớn mà đã phải đẻ đứa khác rồi thì cực kỳ khó chăm. Nên là các bác cố gắng nếu mà được thì các bác nên thu hoạch sớm cái trái đó. Không cần phải đợi 9-10 tuổi đâu. 7-8 tuổi là chúng ta thu hoạch được rồi. Cái thứ hai khi mà chúng ta thu hoạch sớm một tí á, là chúng ta để cái thời gian nó chín sẽ lâu hơn. Ví dụ như na thái mà tầm khoảng 9 tuổi chúng ta để 3 ngày chín. Na thái khoảng 8 tuổi thì 4 ngày. 7 tuổi thì 5 ngày. Đấy. Thì cứ khoảng 7 đến 8 tuổi này chúng ta thu hoạch, chúng ta để 4-5 ngày cái trái na thái chúng ta nó chín ấy. Thì cái khi mà cái tốc độ thoát hơi nước của nó ra ngoài nhiều thì cái trái nó hơi héo một tí. Hơi héo một tí thì cái trái na thái ăn sẽ ngon hơn là cái trái na thái để mà 2-3 ngày đã chín rồi, ăn sẽ nhạt hơn. Không biết là các bác lưu tâm không nhưng mà nó cũng giống như bưởi thôi. Bưởi mà chúng ta để nó càng lâu thì ăn càng ngon, na thái mà để càng lâu chín thì ăn càng ngọt. Đấy, thì trao đổi không các bác thế nhé. Đấy, thì em thì cũng vì một câu hỏi mà cũng đắn đo là phải bố trí thời gian làm chia sẻ với các bác về trao đổi, sẽ trao đổi thôi, trao đổi cái cách suy nghĩ và cái cách xử lý cái cây của mình. Đấy, làm sao mà nó hiệu quả. Đấy, chứ còn làm đến ngày ăn rồi mà phải bỏ thì rất là tiếc. Hai nữa là các bác chỉ cần tính nhầm một bước đi thôi. Ví dụ khi mà vừa rồi có một bác ấy, trái trên cây vẫn còn, lá mùa khô nó rụng, phải không ạ? Thì mà các bác cứ tống nước và tống phân và các bác tưới vào mầm ấy, xong rồi là nó sẽ đen hết trái mà, nó thối hết trái luôn, bỏ hết trái luôn. Tại vì một ngày nó lứt rất nhiều. Hai nữa là khi ăn nó rất là nhạt. Thì các bác bảo không hiểu lý do gì tại sao mà trái vụ mà lại ăn lại chất lượng kém như thế. Không phải do cách làm đấy các bác, do cách làm nhá. Đấy. Tại vì cái cây của chúng ta này, cái cây của chúng ta này không có cái một cái lá nó đang rất là yếu, hay nó đang rụng, đang chút rất là nhiều, mà các bác tống phân rồi các bác tưới cứ ầm ầm như thế, các bác bảo thúc cho nó nuôi trái cho nó, rồi thấy nó lá nó vàng vào cái mùa đông á, các bác cứ tưởng là nó thiếu phân. Đấy, cứ tưởng nó thiếu phân rồi nó bị bệnh. Đấy, lại càng cho phân và tưới nhiều thì nó lại càng tác dụng ngược các bạn, vừa tốn tiền vừa tốn công mà lại không có cái tác dụng gì cả. Nên là nhiều khi chúng ta làm là chúng ta cũng nên nghiên cứu cái thổ nhưỡng là một này, cái thời tiết là hai này. Đấy, để cho nó đảm bảo. Chứ còn nếu mà chúng ta không nghiên cứu kỹ thì em khẳng định với các bác một câu rằng là nhiều khi chỉ cần một cái sai lầm rất nhỏ là sẽ bỏ đi cả một cái quá trình chăm sóc mấy tháng trời. Đấy, của một quá trình. Tại vì em cũng được may mắn là được nhiều bác gọi điện và chia sẻ có những sai lầm rồi. Có những sai lầm mà rất đau đớn, làm cho chúng ta phải trả giá bằng mấy trăm triệu. Đấy. Tại vì mất mùa, mất một năm đó, nên bao nhiêu công nào thứ mà khoảng 5-6 tấn na đổ đi là mấy trăm triệu rồi. Nên là các bác cũng hết sức lưu tâm về vấn đề này nhé. Vâng, thì em cũng chia sẻ với các bác như vậy thì hy vọng là sẽ có nhiều dịp để các bác theo dõi video của em và ủng hộ em. Chào các bác nhé.